Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ sáu ngày 28 tháng 6 năm 2024. Thưa quý vị, tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị WEF Đại Liên và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc Trương Quốc Thành. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong rất nhiều công việc cần làm để cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc thì giao thông là lĩnh vực đột phá, khả thi và mang tính biểu tượng, có ý nghĩa quan trọng để kết nối chiến lược hai nền kinh tế, kết nối giữa khung khổ, hai hành lang một vành đai của Việt Nam với sáng kiến, vành đai và con đường của Trung Quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Trương Quốc Thanh nhất trí về ý nghĩa quan trọng của ba tuyến đường sắt nối trên, giúp Việt Nam kết nối với Trung Á, châu Âu qua Trung Quốc và giúp Trung Quốc kết nối với ASEAN qua Việt Nam. Trong đó, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc sẽ có đường ra biển gần hơn khi đi qua Việt Nam. Phó Thủ tướng Trương Quốc Thanh cho biết, hội nghị về hợp tác phát triển hạ tầng chiến lược giao thông lần này thu hút sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc và các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ tích cực tham gia triển khai các dự án kết nối giao thông chiến lược giữa hai nước, nhất là vai trò quan trọng của các doanh nghiệp nhà nước. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương, cơ quan giữa hai nước, nhất là hai cơ quan quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai các dự án theo định hướng, chỉ đạo của lãnh đạo hai nước. Nhân dịp này, qua Phó Thủ tướng Trương Quốc Thanh, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn tới Thủ tướng Lý Cường vì sự đón tiếp nồng hậu, tình cảm và hợp tác hiệu quả dành cho đoàn Việt Nam trong chuyến công tác tham dự WEF và làm việc tại Trung Quốc lần này. Nhân dịp dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF Đại Liên năm 2024 và làm việc tại Trung Quốc, tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn trong lĩnh vực phát triển hạ tầng, năng lượng hàng đầu Trung Quốc. Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác dự hội nghị WEF Đại Liên 2024 và làm việc tại Trung Quốc. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ rời Bắc Kinh về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác. Tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập tập đoàn và các lãnh đạo tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, doanh nghiệp tư nhân hàng đầu thế giới trong ngành công trình và xây dựng, đang nghiên cứu, tham gia các dự án xây dựng cầu Tứ Liên, tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, đoạn Văn Cao, Ngọc Khánh, Láng, Hòa Lạc tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh, hiệu quả, bền vững của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Hoan nghênh sự chủ động của tập đoàn khi đưa ra các đề xuất hợp tác hỗ trợ Việt Nam xây dựng các chính sách, quy hoạch thu hút các nhà đầu tư Trung Quốc nói riêng và nước ngoài nói chung đến với Việt Nam. Thủ tướng đề nghị tập đoàn tiếp tục trao đổi, phối hợp với các bộ ngành địa phương của Việt Nam, tìm nghiên cứu, kiếm cơ hội đầu tư mới, mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc nói chung và tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương nói riêng, triển khai các dự án đầu tư kinh doanh bền vững, hiệu quả, thành công, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Nghiêm Thánh Quân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các cán bộ cấp cao của Tập đoàn Thiên Doanh, Tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực năng lượng mới không carbon, dịch vụ môi trường thông minh và tái chế. Tại Việt Nam, tập đoàn đã đầu tư 4 dự án điện rác ở Hà Nội, Phú Thọ, Thanh Hóa và Hải Dương. Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh kế hoạch mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam của tập đoàn trong lĩnh vực môi trường và năng lượng xanh, sạch. Đề nghị tập đoàn tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong việc đề xuất các ý tưởng, dự án đầu tư mới, nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam mà tập đoàn có thế mạnh như xử lý rác thải, năng lượng điện tái tạo, điện hydrogen. Chiều qua tại hội trường, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản và luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. Thưa Quốc hội, dự thảo luật quyết toàn bộ trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, có ý kiến đề nghị đấu giá biển số xe phải thực hiện theo quy trình, thủ tục đấu giá tài sản của luật đấu giá tài sản, đề nghị bổ sung quy định đấu giá tín chỉ carbon. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, đối với đấu giá biển số xe, dự thảo luật sửa đổi bổ sung khoảng 2 điều 3 của luật hiện hành theo hướng việc đấu giá biển số xe được thực hiện theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhằm bảo đảm phù hợp với tính chất đặc thù của việc đấu giá biển số xe,
cũng như sự thống nhất với dự thảo luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang được trình Quốc hội thông qua. Đối với đấu giá tín chỉ carbon, Điều 4 dự thảo luật đã có quy định chung mang tính khái quát đối với tài sản khác mà pháp luật chuyên ngành quy định phải đấu giá để bảo đảm tính bao quát, đầy đủ và dự liệu trước các tài sản có thể phát sinh trong tương lai, trong đó có tín chỉ carbon. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá khi tổng kết việc thực hiện thí điểm sàn giao dịch tín chỉ carbon để có cơ sở đưa loại tài sản này ra đấu giá theo trình tự, thủ tục của luật đấu giá tài sản. Về quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá, luật đã quy định theo hướng đối với từng cuộc đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản sẽ ban hành quy chế cuộc đấu giá trước ngày niêm yết vì đấu giá tài sản. Trong đó, phải xác định rõ việc đấu giá tài sản theo lô hay tách tài sản độc lập, đồng thời phải thông báo công khai quy chế cuộc đấu giá trên cổng đấu giá tài sản quốc gia, bảo đảm rõ ràng, minh bạch để mọi đối tượng có thể tiếp cận thông tin về cuộc đấu giá. Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản với 463 đại biểu biểu quyết tán thành, chiếm 95,27%. Quốc hội cũng tiến hành biểu quyết thông qua luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp với 100% đại biểu quốc hội có mặt tán thành. Theo đó, luật gồm 7 chương, 86 điều, tăng một điều bổ sung quy định về phát triển công nghệ lưỡng dụng và quy định về đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi chuyên gia phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh, bỏ điều quy định về trách nhiệm của Tòa án Nhân dân. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 trong sáng hôm nay 28 tháng 6. Dự kiến Quốc hội biểu quyết thông qua luật thủ đô sửa đổi, biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa - Đắk Nông - Chơn Thành - Bình Phước, thảo luận ở hội trường về dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Bộ trưởng Bộ Xây dựng giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, biểu quyết thông qua nghị quyết về quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thảo luận ở hội trường về dự án luật địa chất và khoáng sản. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Thưa quý vị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê đã dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sài Gòn Bank và HTV, đồng thời chúc mừng phim tài liệu Hồ Chí Minh con đường phía trước đoạt giải A giải báo chí quốc gia lần thứ 18. Bộ phim tài liệu Hồ Chí Minh con đường phía trước do hãng phim TFS Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự đồng hành của Sài Gòn Bank đã xuất sắc đạt giải A của giải báo chí quốc gia lần thứ 18 năm 2023. Qua các tài liệu, nhân chứng, bối cảnh và các nhân vật được phỏng vấn, cùng phương pháp sử dụng hình ảnh tái hiện, hành trình của Bác đến Nga hiện ra như một cuốn phim hấp dẫn, giàu cảm xúc và thông điệp. Đối với phim tư liệu Hồ Chí Minh, con đường phía trước, tôi rất cảm xúc về cái nỗ lực hoạt động, nỗ lực lao động của nhóm ekip làm phim. Cái tác phẩm thể hiện sự tôn kính về Bác và làm sâu đậm hơn những giá trị về tư tưởng, đạo đức và nhân cách của người, của lãnh tụ của một đảng Cộng sản mà chúng ta luôn luôn tự hào. Tôi cho rằng cái phim tư liệu này rất có giá trị. Sự đồng hành gắn kết giữa Sài Gòn Băng và HTV chúng ta hãy nhân lên và hướng đến những ấn phẩm giá trị nữa. Từ năm 2007 đến nay, Sài Gòn Bank và HTV đã có mối quan hệ hợp tác bền vững. Sài Gòn Bank đã tài trợ nhiều chương trình do HTV sản xuất như Chuông vàng vọng cổ, Ngân mãi chuông vàng, Vầng trăng cổ nhạc, được đông đảo khán giả yêu mến, góp phần bảo tồn bộ môn nghệ thuật đơn ca tài tử cải lương Nam Bộ. Sài Gòn Bank đã hợp tác với HTV từ năm 2007 đến nay đã hơn 17 năm. Từ một chương trình ban đầu là một cái giải cải lương nhỏ thôi, Chuông vàng vọng cổ, thì đến nay thì Chuông vàng vọng cổ trở thành một cái thương hiệu lớn quen thuộc với bạn xem đài. Buổi lễ hôm nay thì là buổi lễ chúng tôi ký kết hợp tác giữa HTV và Sài Gòn Bank. Nó nhân một cái ý nghĩa và một cái niềm vui rất lớn giữa hai đơn vị. Đó là bộ phim mà Hồ Chí Minh con đường phía trước vừa được trao giải A, giải báo chí quốc gia lần thứ 18. Thì đây là niềm vui lớn. Thì nhân cơ hội này thì hai bên chúng tôi tổ chức lễ ký kết hợp tác để ghi nhận và cùng với nhau hợp tác, đưa cái hợp tác sẽ vào cái chiều sâu hơn nữa. Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Cao Anh Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn lễ ký kết hôm nay sẽ tiếp tục tăng cường và mở rộng hợp tác
giữa HTV và Sài Gòn Bank nhằm tạo ra các sản phẩm truyền hình đặc sắc phục vụ bạn xem đài, hướng tới mục tiêu trở thành đối tác toàn diện, xây dựng chiến lược lâu dài, bền vững, khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh của hai bên. Thưa quý vị, Công đoàn Viên chức Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công chức viên chức lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2024, triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, tổng kết phong trào thi đua mùa xuân, tháng công nhân lần thứ 16 và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024. 6 tháng đầu năm 2024, Công đoàn Viên chức thành phố và các công đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, qua đó chăm lo thiết thực, hiệu quả, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên và người lao động. Có khoảng hơn 120 công trình thi đua để chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và ngoài ra thì ở các công đoàn cơ sở khu vực và nhà nước thì có rất là nhiều cái sáng kiến để nâng cao cái năng suất lao động và tăng cái nguồn thu cho doanh nghiệp. Đồng thời đó thì doanh nghiệp chăm lo lại cho đoàn viên và người lao động tại các đơn vị đó. Mình có tổ chức những cái buổi hội chợ, những cái phiên chợ bán hàng với cái suất giá rất ưu đãi để thể hiện được doanh nghiệp rất là quan tâm đến đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động, tạo sự gắn kết giữa công ty và người lao động. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Công đoàn Viên chức thành phố sẽ tập trung các nội dung hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 với rất nhiều hoạt động thể hiện sự tự hào và vị thế của tổ chức công đoàn, trong đó chú trọng xây dựng lực lượng đoàn viên mới, giúp củng cố hệ thống công đoàn, thành lập thêm các đơn vị công đoàn khu vực ngoài nhà nước có vốn FDI nước ngoài. Dịp này, Công đoàn Viên chức thành phố khen thưởng các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua mùa xuân năm 2024, các hoạt động tháng công nhân lần thứ 16 và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Qua đó, khuyến khích các công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc tiếp tục đổi mới và khởi sắc trong các hoạt động nhằm thu hút được đông đảo công chức, viên chức và người lao động tham gia. Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú vừa tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số quận lần thứ 3 năm 2024 với chủ đề Đồng bào các dân tộc bình đẳng, đoàn kết xây dựng quận Tân Phú văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đại hội có sự tham dự của 138 đại biểu là những cá nhân tiêu biểu đại diện cho hơn 27.000 đồng bào của 18 dân tộc thiểu số đang sinh sống và làm việc trên địa bàn quận. Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, mặt trận đoàn thể quận nhà luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách dân tộc và tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc, qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nói chung, đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng, quyền bình đẳng giữa các dân tộc được bảo đảm, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển quận theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và củng cố lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng, nhà nước. Đại hội đã tổng kết đánh giá công tác dân tộc giai đoạn 2019-2024, tôn vinh biểu dương những tập thể cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực, đồng thời chọn cử những đại biểu ưu tú của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn quận tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố lần thứ tư năm 2024. Quận cũng xác định những mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác dân tộc từ nay đến năm 2029, làm tiền đề để cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở đoàn kết một lòng cùng với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn, quyết tâm xây dựng quận Tân Phú ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Trung tâm đào tạo ngắn hạn Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã khai giảng 5 khóa đào tạo ngắn hạn. Có tổng cộng 183 học viên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều tỉnh thành trong cả nước đã tham gia các khóa đào tạo này. Các khóa đào tạo gồm kỹ năng đàm phán, soạn thảo và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng, pháp luật kinh doanh bất động sản, thực hành nghề pháp chế doanh nghiệp, chuyên viên hành chính, nhân sự và pháp lý chuyên sâu về M&A trong lĩnh vực bất động sản. Qua đó, trang bị kiến thức pháp luật cũng như việc vận dụng hiệu quả, hạn chế tối đa những rủi ro pháp lý trong quá trình đảm nhiệm công việc. Tham gia giảng dạy là những giảng viên, chuyên gia có học hàm học vị và luật sư giàu kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm vận dụng đối với người học từ các vị trí công việc khác nhau tại nhiều cơ quan, đơn vị. Một trong những điểm nhấn là các khóa đào tạo được tổ chức theo phương thức linh hoạt 2-trong-1, vừa học online qua nền tảng Zoom, vừa học trực tiếp trên lớp. Thành lập từ năm 2007 đến nay, Trung tâm đào tạo ngắn hạn Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết kế 20 chương trình chiêu sinh thường xuyên tại trang web của trường và trung tâm cùng 40 chương trình đào tạo theo nhu cầu cho các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực.
Hiện có trên 200 cơ quan, doanh nghiệp là đối tác của trường, hơn 20.000 lượt chứng chỉ, chứng nhận được cấp cho các học viên hoàn thành các khóa học. Chiều qua, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, một số thông tin về y tế và tình hình an ninh trật tự liên quan đến mạng xã hội trên địa bàn thành phố được quan tâm. Hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng nhiều loại thuốc, thậm chí là có thuốc kê đơn được quảng cáo rao bán tràn lan trong các hội nhóm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, quá trình thanh tra kiểm tra của Thanh tra Sở Y tế gặp một số khó khăn khi xử lý việc kinh doanh, quảng cáo thuốc qua mạng xã hội. Thì các khó khăn như sau. Thứ nhất là xác định chủ thể thực hành hành vi vi phạm liên quan đến việc quảng cáo, công ty sở hữu sản phẩm cũng như là nhà phân phối, người sở hữu website, chủ tài khoản, các cá nhân, người thực hiện quảng cáo sản phẩm trong các video quảng cáo. Việc này thì rất là khó khăn để xác định. Và địa chỉ kinh doanh thường là các địa điểm ảo, không có thật, hình thức giao dịch mua bán qua điện thoại, địa điểm giao nhận cũng không cố định. Và để quản lý việc kinh doanh thuốc qua mạng thì Sở Y tế cũng đã vừa thành lập tổ công tác đặc biệt để theo dõi cũng như là kiểm soát việc quảng cáo trong lĩnh vực y tế trên các kênh thông tin điện tử. Thì đây cũng xin thông tin đến các anh chị, đây là một nội dung rất mới. Đó là Sở Y tế đã đưa phần mềm lắng nghe mạng xã hội là Social Beach của Sở Thông tin Truyền thông và Cổng Thông tin Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh của Sở Kế hoạch Đầu tư để quản lý nhà nước trong lĩnh vực quảng cáo về hành nghề y dược trái phép. Về vấn nạn lừa đảo qua mạng đang ngày một gia tăng, đại diện Công an thành phố đã thông tin về việc triển khai ứng dụng cảnh báo lừa đảo và một số giải pháp sẽ triển khai về vấn đề này trong thời gian tới. Việc xây dựng cái app cảnh báo là một trong những cái nội dung nằm trong cái công trình thi đua của Công an thành phố trong kỷ niệm chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam. Các đơn vị phòng nghiệp vụ phải làm một cách nhanh nhất, quyết liệt nhất để sớm ra mắt cái này. Chúng tôi đang thực hiện tốt cái đề án 06 của Chính phủ, trong đó có liên thông dữ liệu với các bộ ngành, ngân hàng nhà nước, các nhà mạng, quản lý nhằm kiểm soát chặt chẽ việc tình trạng sim rác, tình trạng cho thuê mượn tài khoản ngân hàng, rồi bảo vệ thông tin cá nhân, phòng chống rửa tiền. Công an thành phố cũng cho biết lừa đảo qua mạng là tội phạm hoạt động có tổ chức, có tính ẩn danh, mang tính quốc tế cao, luôn chuẩn bị phương án để xóa dấu vết. Đơn vị đã giao trách nhiệm và chế tài thi đua đối với lực lượng công an cơ sở về công tác tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp, qua đó giúp công an nắm và giải quyết tình hình vụ việc ngay tại cơ sở. Thưa quý vị, báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế Tuần Hoàn đã tổ chức hội thảo với chủ đề Thương hiệu nội lực mềm cho doanh nghiệp Việt. Nhiều chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp đã cùng thảo luận và tìm các giải pháp để phát triển thương hiệu Việt trong bối cảnh thương mại xanh, hướng đến kiến tạo hệ sinh thái doanh nghiệp Việt có thương hiệu mạnh và bền vững. Thì trong một quá trình sản xuất hoặc là quá trình phát triển của bất cứ doanh nghiệp nào, đặc biệt mà trong giai đoạn này, thương hiệu xanh thì rất là quan trọng để giúp được chúng ta có thể phát triển được cái thị trường, xây dựng được niềm tin từ phía người tiêu dùng. Tiêu dùng xanh, thương mại xanh, phát triển bền vững đã là một cái đòi hỏi và trở thành một hàng rào kỹ thuật cho bất kỳ một sản phẩm của quốc gia nào muốn xâm nhập vào thị trường. Như vậy nó vừa đặt ra một cái thách thức, nhưng thật sự nó lại là một cơ hội nếu chúng ta biến cái yếu tố xanh này thành cái nội lực thật sự của chúng ta. Tuy nhiên, có một thực tế đáng quan ngại là hầu hết sản phẩm Việt, đặc biệt là nông sản, chưa xây dựng được thương hiệu. Sản phẩm Việt chủ yếu là xuất khẩu thô, gia công nên giá trị gia tăng thấp, xuất khẩu qua trung gian là chính. Rất ít sản phẩm có thể xuất khẩu bằng chính thương hiệu của mình. Để xây dựng được những thương hiệu xanh, ta phải đi vào trong thực chất quá trình sản xuất, gắn với chiến lược phát triển của doanh nghiệp, từ cái việc mà tối ưu quá trình sản xuất, chúng ta tìm kiếm những cái nguồn nguyên vật liệu phù hợp, thân thiện với môi trường, đến quá trình phân phối, sản xuất, tiêu dùng. Việc xây dựng thương hiệu Việt không đơn thuần dừng lại ở sản phẩm chất lượng tốt, mẫu mã sáng tạo, mà cao hơn, sự phát triển thương hiệu của từng doanh nghiệp sẽ là mảnh ghép trong hệ sinh thái thương hiệu quốc gia, góp phần đưa thương hiệu quốc gia vươn tầm quốc tế. Với cái sự cạnh tranh về thị trường xanh, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi mạnh mẽ hơn nữa trong các cái vấn đề về thành phần nguyên liệu cũng như bao bì. Thì hiện nay Mỹ phẩm Sài Gòn không chỉ đầu tư về tri thức mà còn đầu tư về con người cũng như là những cái cải tiến về
nhà cung cấp nguồn nguyên liệu và sản phẩm. Doanh nghiệp Việt Nam cần có một cái sự chủ động để nắm bắt đối với lại những cái cam kết quốc tế, hiệp định về mặt thương mại tự do giữa Việt Nam được ký kết với các nước, nó thể hiện ở những góc độ nào mang tính chất cụ thể đối với ngành nghề của mình, thì mình cần phải có những cái nghiên cứu sâu để đảm bảo rằng khi mà hàng hóa mình qua thì mình tận dụng được những ưu thế của những cái hợp đồng FTA để có được những cái giá trị tăng thêm cho hàng Việt, giá trị tăng thêm trong việc tích lũy thặng dư để phù hợp phát triển đối với hàng Việt trong thời gian vừa qua cũng như là sắp tới. Ngoài sự nỗ lực kiên trì chuyển đổi xanh bằng chính nỗ lực của mình, cộng đồng doanh nghiệp cũng rất cần sự hỗ trợ từ nhiều phía. Thì ở góc độ về kinh tế tuần hoàn thì chúng tôi cố gắng đưa ra những cái thông điệp, những cách làm để làm sao quá trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp, quá trình phát triển bền vững của doanh nghiệp, trong đó có phát triển cái thương hiệu xanh một cách nó hiệu quả hơn về mặt kinh phí, về mặt tổ chức, thông qua các cái thực hành từ các cái kinh nghiệm của các doanh nghiệp, các tập đoàn ở trên thế giới hoặc là những doanh nghiệp tiên phong ở Việt Nam trong lĩnh vực này. Bản thân nhà nước cũng cần có những cái quy hoạch lại về mặt hàng Việt. Quy hoạch ở đây là quy hoạch về mặt là vùng địa lý để sản xuất hàng Việt. Những cái giá trị hàng Việt nào thì chúng ta đi theo từng góc độ khía cạnh nào. Hàng Việt nào thì tiếp ứng với thị trường nào mang tính chất cụ thể. Hàng Việt nào thì đi theo những cái xu hướng liên quan đến sản xuất xanh, sản xuất mang tính chất bền vững. Yêu cầu của hàng Việt nào thì nó lại là những sản phẩm hữu cơ để cảm thấy rằng là hàng Việt nó có được một cái giá trị cung ứng ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau dựa trên những thế mạnh của mình. Đề xuất thứ hai là chúng tôi nghĩ rằng là một cái chương trình để tạo nên những cái thương hiệu hạt giống, những cái thương hiệu quốc gia của hàng Việt, và thậm chí thương hiệu này được có ý nghĩa lan rộng ở trên toàn cầu. Cũng cần những cái hỗ trợ từ các cái chính sách của nhà nước về làm sao để đầu tư được những cái công nghệ mới và đưa ra được những cái chính sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể xây dựng được chuỗi cung ứng nguồn nguyên liệu đáp ứng được những cái tiêu chí đó. Và ngoài ra thì nhà nước cũng phải hỗ trợ thêm về những cái chính sách về định hướng thị trường cũng như là xúc tiến những cái thị trường mới cho các doanh nghiệp Việt. Các cái doanh nghiệp Việt Nam nên cùng nắm tay với nhau, đặc biệt là những cái chuỗi bán lẻ mang tính Việt Nam như là Coop, là hỗ trợ và xây dựng những cái chính sách cho các cái đơn vị như SCC và những cái doanh nghiệp xanh như SCC có thể có những cái không gian riêng trong cái hệ thống siêu thị của mình, tiếp cận được cái khách hàng Việt Nam thuận lợi hơn và có nhiều cái ưu đãi hơn. Để chuyển đổi xanh, mà chuyển đổi xanh từ gốc đến ngọn như vậy thì đòi hỏi một cái đầu tư rất là lớn. Cho nên là nhà nước cần có những cái cơ chế chính sách. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đã được Quốc hội cho phép thực hiện nghị quyết 98, trong đó chúng ta có cái chương trình kích cầu và hỗ trợ lãi suất cho những cái doanh nghiệp chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh khoa học công nghệ, thông tin đang bùng nổ như hiện nay, thì việc xây dựng thương hiệu càng trở nên cấp thiết. Xây dựng thương hiệu chính là gia tăng nội lực nội sinh cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hướng tới phát triển vững mạnh, từng bước vươn xa hơn trên thị trường trong nước và thế giới. Chiều 27 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản trả lời chính thức về thông tin phản ánh từ một số cơ quan báo chí liên quan đến vấn đề thi môn văn trùng với một số suy đoán trên mạng xã hội trước khi kỳ thi diễn ra. Theo đó, Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đã yêu cầu hội đồng ra đề thi báo cáo. Kết quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đề văn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được ra đúng với cấu trúc định dạng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, có sự phân phối hợp lý giữa phần thơ và phần văn, số lượng tác phẩm văn học trong chương trình hiện hành và phạm vi ra đề là có giới hạn. Do đó, việc suy đoán đúng tên tác phẩm, tác giả được sử dụng trong đề thi là ngẫu nhiên và có thể xảy ra. Đến thời điểm này, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 khẳng định đề văn trong kỳ thi đã được bảo mật tuyệt đối. Theo đánh giá, đề toán năm nay được đánh giá là khó ngang ngửa so với đề thi có tính lịch sử năm 2018. Dự kiến phổ điểm dao động ở 7 điểm, số lượng điểm 10 sẽ rất ít.
Nhiều giáo viên nhận xét, đề thi môn toán năm nay có sự phân hóa cao nhưng vẫn phù hợp với mục tiêu đánh giá tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó, câu 1 đến 35 ở mức độ nhận biết, thông hiểu nên học sinh trung bình khá, có thể làm tốt. Các câu từ 36 đến 40 ở mức độ vận dụng nên đòi hỏi các em phải nắm vững kiến thức và có tư duy phân tích tổng hợp. Trong khi đó, đề thi môn văn không khó và không đột phá. Ở câu nghị luận xã hội với yêu cầu viết đoạn văn bàn về ý nghĩa của việc tôn trọng cá tính vừa phải với thí sinh, phù hợp tâm lý lứa tuổi mới lớn đang muốn khẳng định mình. Vấn đề cũng có tính giáo dục cao, khá gần gũi và dễ hiểu. Những thí sinh có kỹ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội sẽ dễ dàng xử lý tốt câu này trong thời gian ngắn, thì vấn đề đặt ra không khó, dễ tìm ý. Ngày 27 tháng 6, hơn 1 triệu thí sinh cả nước đã hoàn thành hai môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 là ngữ văn và toán. Ngày thi diễn ra an toàn, nghiêm túc với số lượng thí sinh vi phạm quy chế giảm so với năm ngoái. Ở môn ngữ văn, cả nước có 7 thí sinh vi phạm quy chế nên bị đình chỉ thi, không có cán bộ vi phạm quy chế thi. Với môn toán, cả nước có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi đều giảm so với kỳ thi năm 2023. Nhìn chung, quá trình chuẩn bị đề thi phù hợp với nội dung đã được tinh giản trong chương trình dạy và học. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, yếu tố quan trọng vẫn là làm sao để thí sinh phát huy được cao nhất năng lực, kỹ năng, kiến thức và thể hiện tốt nhất qua bài thi của mình. Bộ trưởng cũng đánh giá cao các tỉnh vùng sâu vùng xa, những địa phương chịu tác động của thời tiết đã chủ động trong việc hỗ trợ thí sinh di chuyển về điểm thi sớm hơn. Hôm nay 28 tháng 6, thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội vào buổi sáng, ngoại ngữ vào buổi chiều để kết thúc kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Tin thế giới, ngày 27 tháng 6, Điện Kremlin thông báo Nga đang xem xét khả năng hạ cấp quan hệ ngoại giao với phương Tây do sự can thiệp ngày càng sâu hơn của phương Tây vào cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, quyết định chính thức chưa được đưa ra. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đang xem xét tất cả các phương án để đáp trả những hành động của phương Tây, bao gồm cả việc hạ cấp quan hệ ngoại giao. Theo ông Peskov, đây là thể theo thông lệ ngoại giao tiêu chuẩn khi một quốc gia đối mặt với những hành động không thân thiện hay thậm chí thù địch, và Moscow buộc phải xem xét các phương án đáp trả khác nhau khi sự can dự của các nước phương Tây, bao gồm cả Mỹ, ngày càng tăng. Ông Peskov cũng nhấn mạnh, chính sách đối ngoại của Nga đều do Tổng thống Putin quyết định và được Bộ Ngoại giao thực thi. Tuyên bố của Nga được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu-EU mới đây đã áp gói trừng phạt kinh tế thứ 14 nhằm vào Moscow. Cùng lúc đó, Mỹ cũng đã ký thỏa thuận an ninh kéo dài 10 năm với Ukraine để thể hiện cam kết hỗ trợ lâu dài dành cho Kiev. Ngày 27 tháng 6, Israel tiếp tục thực hiện nhiều đợt tấn công vào trung tâm dải Gaza, gây nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất và con người. Trong những nơi bị tấn công, Gaza và Rafah là các thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Theo người dân tại khu dân cư Zeze'a, thành phố Gaza, các xe tăng của Israel đã tiến vào khu vực vào đầu giờ chiều và tiến hành bắn phá. Bên cạnh đó, các máy bay không người lái cũng thực hiện nhiều đợt tấn công tại khu vực. Trước đó, khu dân cư này đã bị ném bom qua đêm. Các vụ tấn công phá hủy nhiều ngôi nhà trong khu vực. Cơ quan khẩn cấp dân sự Palestine cho biết ghi nhận ít nhất 3 người thiệt mạng tại đây. Khu dân cư Sabra cũng ghi nhận 5 trường hợp thiệt mạng khác. Sau khi tấn công khu dân cư Zeze'a, Israel đã yêu cầu những người Palestine tại khu vực sơ tán xuống phía nam. Tuy nhiên, người dân cho biết họ không thể xuống phía nam vì hỏa lực của Israel đã chặn đứng các con đường. Israel hiện tại chưa phản hồi thông tin này. Tại thành phố Rafah, các cuộc ném bom cũng tiếp tục diễn ra dữ dội, khiến hàng chục ngôi nhà bị phá hủy. Trong đó, ngôi làng Squedeya ở phía tây thành phố bị xóa sổ hoàn toàn. Ngày 27 tháng 6, nhà chức trách Nga cho biết một đoàn tàu chở khách bị trật bánh ở miền Bắc nước này, làm ít nhất 2 người thiệt mạng và một người khác mất tích. Theo nhà chức trách địa phương, đoàn tàu 14 toa chở 232 hành khách đang đi từ thị trấn khai thác than Vorkuta hướng tới thành phố Novorossiysk thì trật bánh ở vùng Komi phía bắc nước Nga. Có 9 toa tàu bị trật khỏi đường ray. Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời lực lượng cứu hộ cho biết có tới 50 người bị thương. Trong số đó có 3 người đang trong tình trạng nghiêm trọng. Lượng mưa lớn đã cuốn trôi nhiều phần đường ray và có thể là nguyên nhân khiến tàu trật bánh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt.